Hôm nay, 500.000 liều vaccine của Sinopharm về đến Việt Nam và dự kiến tiêm cho 3 nhóm. Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Y tế cho biết tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm tại Việt Nam là 2.359.376. Và hôm nay, 500.000 liều vaccine của Sinopharm sẽ về đến Việt Nam, dự kiến ưu tiên sẽ tiêm cho 3 nhóm. Ba nhóm người đó là người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. Bộ Y tế cho biết ngày 7 tháng 5 năm 2021, vaccine của Sinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp, ghi nhận hiệu quả bảo vệ đạt 78,2% và trở thành vaccine thứ 6 trên thế giới được xếp vào danh sách này. Đây cũng là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt được lọt vào danh sách của WHO. Và cho tới nay, Sinopharm đã sản xuất hơn 450 triệu liều vaccine, trong đó 100 triệu liều được cung cấp thông qua hình thức viện trợ chính phủ và bán thương mại cho các doanh nghiệp. Vaccine Sinopharm đã cung cấp tới hơn 70 quốc gia. Và trước đó, ngày 3 tháng 6, Việt Nam đã chính thức cấp phép khẩn cấp có điều kiện vaccine của Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.359.376 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là 115.315 người. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.